Mac One số 1 về Mac. What's up nào cho anh em, Tùng Chôn đây. Trên bàn của mình hiện nay đang là chiếc MacBook Air 13 inch phiên bản Early 2015. Và cái chiếc MacBook Air này của mình thì nó sẽ có một cái cấu hình cơ bản nhất của dòng sản phẩm Early 2015. Đó chính là con chip Intel Core i5 Boswell với số nhịp là 1,6GHz. Cùng với đó là 4GB RAM, kèm với đó là card đồ họa tích hợp Intel Graphics 6000 có cái dung lượng là 1,5GB. Và với một cái cấu hình cơ bản của cái chiếc MacBook Air như thế này thì nhiều bạn đặt ra cho mình cái câu hỏi là liệu với lại một cái sản phẩm MacBook Air 13 inch như thế này thì chúng ta có chơi được game hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho cái câu hỏi đó, và cái tựa game ngày hôm nay mình chơi cũng chính là một trong những cái tựa game khá phổ biến hiện nay và mình thấy nhiều bạn hay chơi. Đó chính là tựa game Liên minh huyền thoại, hay còn gọi là LOL đó. Ở đầu video mình cũng muốn chia sẻ luôn là với cái cấu hình như thế này, một cái con chip Intel Core i5 Boswell chỉ có xung nhịp là 1,6GHz cùng với lại một cái card đồ họa tích hợp là Intel HD Graphics 6000 thì chắc chắn là một số các cái tựa game nặng như là PUBG hay là những cái tựa game offline nặng chắc chắn là các bạn sẽ không thể chơi được trên cái chiếc máy này. Và ở đây thì mình sẽ chỉ chơi những cái tựa game có thể coi là hết sức là cơ bản với lại các bạn thôi. Và những cái tựa game cơ bản như thế này thì liệu cái sản phẩm này nó có đáp ứng được hay không thì chúng ta sẽ cùng vào video này để trải nghiệm nhá. Rồi, và ở đây thì mình đã đăng nhập sẵn vào Garena rồi, và bây giờ thì mình sẽ mở cái tựa game Liên minh huyền thoại lên cho các bạn xem. Đó, quá trình load game thì cũng hết sức là bình thường thôi. Và mình sẽ sử dụng kết hợp với lại một phần mềm là F-Raps để có thể đo được cái tốc độ khung hình. Chúng ta có thể setting cái tựa game này để cho cái chiếc máy này có thể đáp ứng tốt nhất, cũng như là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm chơi game tốt nhất nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta đang chờ đợi cái tựa game này nó khởi động lên. Rồi, và bây giờ thì đầu tiên trước khi đến với lại những cái trận đấu 5v5 thì mình sẽ phải vào phòng tập trước đã. Mình sẽ vào phòng tập để chúng ta cùng nhau xem là cái cấu hình nào thì nó sẽ tốt với lại cái tựa game này. Chúng ta sẽ phải setting cái tựa game này làm sao cho cái cấu hình của cái chiếc máy này nó phù hợp đã. Bởi vì chắc chắn là với lại cái con chip Intel Core i5 và cái card đồ họa tích hợp thì cái sản phẩm này, cái tựa game này thì nó sẽ không thể bật max setting lên được. Đây nhá, cái FPS các bạn sẽ nhìn ở cái phần trên này màu vàng này. Đó. Rồi, như vậy là mình đã setting xong. Rồi, như vậy là mình đã vào game xong. Đây các bạn có thể thấy là tốc độ khung hình của mình đang ở là 60 FPS. Và tất nhiên là ở chế độ phòng tập thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà chúng ta vẫn phải có một cái setup nó cơ bản đã. Và bây giờ mình sẽ vào cái phần setting cho các bạn xem nhé. Đây này, cái phần setting thì trước khi thực hiện video này thì mình cũng đã thử một vài các cái chế độ rồi. Thì khi mà các bạn để cái chế độ rất cao này, các bạn ok này. Đây các bạn có thể nhìn nhá, mình đang ấn ok rồi này. Thì khi mà các bạn để chế độ rất cao, có nghĩa là các bạn bật max setting lên ấy, thì cái FPS của nó thực sự là nó sẽ không được ổn định cho lắm. Nó sẽ thường rơi xuống khoảng tầm là 40 cho đến 50 FPS. Và ở thời điểm hiện tại thì do quân lính nó chưa ra nên là nó vẫn sẽ duy trì ở mức 60 thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đánh nhau ấy, các bạn vào combat ấy, thì nó sẽ bị tụt xuống cái mức đây này. Đấy, nó đang tụt rồi đó. Nó đang bị tụt xuống khoảng 53, 54 FPS. Và khi đánh nhau nó sẽ bị tụt xuống khoảng 40 FPS. Và cái cấu hình mà mình khuyên dùng các bạn, đó chính là cái cấu hình là trung bình cao các bạn nhé. Các bạn ấn ok này. Đó, nói chung là để ở mức trung bình cao là khi mà các bạn vào phòng tập, là khi mà các bạn chơi là auto là 60 FPS. Đây là một cái tốc độ khung hình có thể gọi là ok để cho các bạn chơi game được. Nói chung là trong quá trình chơi thì mình chơi thấy vẫn rất là mượt mà, không có vấn đề gì cả. Đó. Rồi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Tốc độ khung hình rất ổn định ở mức 60 FPS. Đây, nhưng mà khi mà mình đẩy lên cái mức rất cao này, mình sẽ sâu luôn cho các bạn xem. Chắc chắn là nó sẽ bị tụt FPS xuống. Đây. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ tụt đó. Nó sẽ bị tụt ngay xuống 52. Thỉnh thoảng nó sẽ bị tụt và nó không ổn định khi mà chơi. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Và bây giờ thì chúng ta đã biết được là cái cấu hình phù hợp với lại cái cấu hình setting của cái game này, để phù hợp với lại cái cấu hình của cái chiếc MacBook Air 13 inch này. Và bây giờ thì mình sẽ thoát trận và mình sẽ thử chơi một cái trận đấu 5v5 để cho các bạn có thể xem được là cái sức mạnh phần cứng của cái chiếc máy này có thực sự chơi được Liên minh huyền thoại không các bạn nhé. Ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ đấu 5v5. Chúng ta sẽ đấu 5v5. Mình sẽ đấu, thôi mình đấu chọn ẩn đi. mình sẽ bật loa to lên để chúng ta có những cái trải nghiệm game tốt nhất nhé. Rồi, như vậy là mình đã vào game các bạn nhé. Các bạn có thể để ý cái FPS ở góc trên này và mình sẽ cho các bạn xem lại các phần setting của mình nhé. Đây này, mình sẽ bỏ giới hạn FPS, mình bật khử răng cơ bộ lọc, dọi bóng nhân vật, nói chung là mình bật tất cả các hiệu ứng. Chỉ có mỗi việc là cái đồ họa đây mình để là trung bình cao các bạn nhé. Đó, mình chơi luôn bằng bàn phím của MacBook luôn, mình không cần dùng bàn phím cơ, bình thường là mình hay quen dùng bàn phím cơ cơ. Ô, con Red sao nó không đánh mình nhỉ? Ok. Dùng bàn phím này thì nó hơi khó khăn một chút nhưng mà không sao. Khung hình thì có vẻ như là nó di chuyển mức 60 nhưng mà thỉnh thoảng nó sẽ bị tụt xuống 50 mấy đó. Thỉnh thoảng bị tụt xuống 54. Rồi nhưng mà không sao, trong quá trình chơi nó vẫn chưa có hiện tượng giật lag. Có lẽ là mình sẽ phải hạ thấp xuống một cái mức khung hình nữa. Nhưng mà đợi mình phan xong bãi quá và mình đi gang có mạng đã. Ố, rừng của tôi. Sao? Chiến công đầu ngay. Đó, các bạn thấy không? Đánh là bị cướp rừng là phải đi giết người. Rồi, ok. Có vẻ team bạn hơi nhiều đau nên mình sẽ lên cái dao đụng độ vậy. Ok. Thằng Si team bạn láo thật. Dám sang blue của mình. Quá láo. Đó, các bạn có thể thấy là cái tốc độ FPS của mình vẫn ok. Rồi, sẽ mua một. Ok, có vẻ lần này thì cảm giác này có vẻ ổn định hơn đấy. Ok, Di team bạn đang ở trên top, mình sẽ quét sạch bãi rừng của nhà Di luôn. Sao mà solo được mình. Ok. Đó. Mình chơi bằng cái bàn phím của MacBook nhưng không quen lắm. Nhiều khi ấn nút nó hơi chậm. Ok, về thôi. rồi ơi, đội bạn đã ăn rồng rồi. Nhanh quá. Vì bên bạn mới level 6, mình level 7 rồi. Ok, mình sẽ lên vô danh. Vâng, quá tuyệt vời. Một trận thắng và các bạn có thể thấy là tốc độ khung hình rất ổn định ở mức 60 FPS. Đó các bạn có thể thấy. Tuyệt vời. Như vậy là vừa rồi mình đã thực hiện xong cái video chơi thử Liên minh huyền thoại. Mình đã thử chơi cho các bạn Liên minh huyền thoại ở trên MacBook Air 2015. Và đây là cái sản phẩm MacBook Air 13 inch có cái option cấu hình cơ bản nhất mà nó vẫn chơi, mình thấy là rất là ok. Và có những cái phiên bản MacBook Air sử dụng cái con chip là Intel Core i7 và RAM nó nhiều RAM hơn. Và có lẽ là trong những video lần sau, nếu mà các bạn mong muốn, nếu các bạn thích thì mình sẽ thực hiện thêm những cái video test hiệu năng ở trên những cái sản phẩm MacBook đó. Đó, và như vậy chốt lại thì MacBook Air phiên bản 13 inch với một cái option cấu hình cơ bản thì chơi game mình thấy vẫn rất ok ở trên cái sản phẩm này. Và như vậy là video của mình đến là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng hộ mình cũng như ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.